một lần nữa phòng bảo vệ tại trung tâm y tế có nhặt được một giấy chứng minh, họ tên là Ca John, thường trú tại thôn 5B, xã Tinh Giang Hồi, Quy Định, Lâm Đồng, và một chứng chủ xe đi bảo ai làm rơi xuống tới phòng bảo vệ tại trạm y tế trung tâm nhận lại.
Ban điều hành trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao một lần nữa xin được thông báo đến tất cả quý khách hành hương. Tối hôm nay và sáng mai rất đông quý khách hành hương đến đây, đếm không xuể. Thành thử ban điều hành trung tâm cùng mời gọi tất cả quý khách hành hương vui lòng nhắc bác tài, nhắc bác tài xế chở xe, chở đoàn mình đi. Sau thánh lễ ngày mai, vui lòng ở lại nửa tiếng rồi hãy di chuyển. Nếu chúng ta tất cả ai cũng muốn về sớm thì sẽ gây ra ách tắc giao thông, 2 tiếng đồng hồ sau mới về được. Cho nên xin quý khách hành hương vui lòng ở lại nửa tiếng sau rồi hãy từ từ rời bánh khỏi Tà Pao. Điều thứ hai, để giữ vệ sinh môi trường nơi linh địa thật xinh đẹp, xin cộng đoàn quý khách hành hương ai có rác thải xin vui lòng bỏ rác vào thùng. Và ngày hôm nay cũng xen lẫn vào đoàn hành hương cũng có nhiều kẻ gian để tra trộn vào móc túi dây chuyền điện thoại bóp ví. Và từ chiều đến giờ chúng con đã nghe có nhiều người đã bị mất rồi. Dọc đường cầu thang lên xuống cũng như là xung quanh lễ đài đây, xin được kêu gọi nếu ai có khát nước xin đến đó. Chúng ta dùng ly hoặc là dùng bình, dùng chai của mình để kín nước và uống nước tinh khiết. Một lần nữa xin được kêu gọi sự cộng tác của tất cả quý khách hành hương. Và nhất là xin quý khách hành hương lưu ý, ngày mai sau thánh lễ xin vui lòng ở lại nửa tiếng sau rồi hãy rời khỏi Tà Pao. Xin chân thành cảm ơn cộng đoàn. Thánh nhan ta dâng lời cảm ơn.
là Chúa trời cao xa, làm đại vương trôi vươn chư thần, nắm trong tay bao vực sâu lòng đất, giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. Mẹ Thiên Chúa, Ave Maria.
làn sức sống cho khắp trần thế. Lời xin vâng cùng lòng mẹ đầy phúc ân. Thiên khóc khấn nguyện Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là cứu con cùng cứu xin mẹ dù tình nâng đỡ con cầu xin mẹ. Con dâng lời ngợi ca, con dâng lời ngợi ca. Xin mời quý khách hành hương chúng ta đốt nến. Chúng mình rồi đó. Mình nói là
Xin mời cộng đoàn hành hương đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời cộng đoàn hướng về cuối quảng trường, nghênh đón Đức Mẹ đang tiến tại. Xin mời cộng đoàn giơ cao nến nghênh đón Đức Mẹ đang tiến về lễ đài. Thank you.
Xin mời cộng đoàn hướng về kiệu Đức Mẹ, quỳ gối giơ cao nến. Đoàn quỳ gối hướng về Đức Mẹ giơ cao đến. Oh,
nâng cao lên. Đoàn hướng về Đức Mẹ quỳ gối giơ cao lên. Thank you.
trời. Tháng năm kia đã trôi, hỡi bao lầm là than ôi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vẫn nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay ngóng ngôi. Mẹ Maria ơi, xin mẹ nói thương nhân đời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Lại về. Kính thưa cộng đoàn, tháng mong côi lại về, lời nhắn nhủ của mẹ Maria tiếp tục ngân vang hơn trong lòng mỗi người. Hãy ăn năn sám hối, siêng năng lành hạt mân côi. Lạy mẹ mến yêu, xã hội càng văn minh, con người dường như dần dần rời xa niềm tin và quên đi cội nguồn của mình. Xã hội càng văn minh, lòng người dường như ích kỷ hơn, chỉ tìm tư lợi cho bản thân mà quên đi sự cần thiết của tình người với nhau trong cuộc sống. Mẹ ơi, đến với mẹ hôm nay, xin cho chúng con biết chiêm ngắm, ca ngợi và thân thưa với mẹ những vui buồn trong hành trình dương thế. Về bên mẹ, xin cho chúng con nhận ra tình yêu bao la vô bờ bến của Thiên Chúa. Đó là tình yêu nhân không, đã vì nhân loại mà quên đi chính mình. Nguyện xin mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con ý thức hơn trong cuộc sống chứng nhân, biết mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa để sống và trao ban cho người khác. Xin cho chúng con cảm nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha đối với bản thân, để biết xót thương anh chị em đồng loại. Giây phút này, xin cho chúng con biết lắng động tâm hồn, để cùng nhau cất cao lời kinh dâng kính mẹ. Chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến báo tin cho trinh nữ Maria: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Lời báo tin này vừa là lời chúc phúc, vừa là lời mở đầu cho một tin vui và quan trọng cho toàn thể nhân loại. Mẹ ơi, hai tiếng sinh vâng của mẹ đã giúp nhân loại được diễm phúc đón nhận con Thiên Chúa nhập thể. Phần chúng con, biết bao lần Chúa gửi đến những sứ điệp, những thử thách và những bất ngờ trái ý. Những lúc đó, thay vì tìm ý Chúa, chúng con lại đâm ra câu có phàn nàn vì ngược lại sở thích của mình.
dạy chúng con biết đón nhận tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời với tâm tình khiêm nhường và vâng phục như mẹ. Xin cho chúng con biết cưu mang Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, để cuộc đời chúng con trở thành một lời ca ngợi Chúa không ngừng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở cháu con là đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời còn cho chúng con là kẻ khó khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin giê linh hồn lên thiên đàng. Mời cộng đoàn đứng. Xin giơ cao lên.
bà đi viếng bà Thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Sau khi được Thiên Thần loan báo sứ mạng cưu mang con Thiên Chúa, mẹ vội vã lên đường đi thăm bà Elisabeth. Tuy phải vượt qua những đoạn đường dài và nhiều khó khăn cách trở, nhưng tâm hồn mẹ vẫn tràn ngập niềm vui. Mẹ mong muốn được chia sẻ niềm vui làm mẹ Thiên Chúa. Ôi, mẹ Maria, mẹ thật thương người biết bao. Nhận được niềm vui, mẹ không giữ lại cho mình, nhưng vội vã lên đường để chia sẻ niềm vui và giúp người khác rạng rỡ tâm hồn. Nhìn lại bản thân, nhiều lúc chúng con chỉ muốn mình là vỏ ốc, cứ khư khư giữ lấy niềm vui cho bản thân mà không thèm để ý xung quanh còn biết bao người đang u sầu buồn bã. Xin mở lòng chúng con, giúp chúng con biết đón nhận tất cả mọi người. Xin giúp chúng con biết quan tâm đến người khác. Xin biến đổi chúng con thành những sứ giả mang niềm vui cho những ai đang u sầu buồn bã, như mẹ đã làm thuở xưa. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, như Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa can vô, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Mời cộng đoàn đứng. Xin Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó nghèo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ông Giuse lên Bethlehem, khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Ngày trọng đại đã đến, Đấng Emmanuel mà muôn dân đón đợi sắp sinh ra. Thế nhưng, Đấng cứu chuộc muôn dân lại sinh ra trong hoàn cảnh thật nghèo hèn. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Ôi, con Chúa cả trời đất xuống thế gian mà không tìm được một nơi trong nhà trọ để sinh ra sao? Lạy mẹ Maria, khi nhìn hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, chắc mẹ cảm thấy băn khoăn vì không thể hiểu được mầu nhiệm đang ẩn giấu nơi hài nhi nhỏ bé của mẹ. Hài nhi Giêsu của mẹ không sinh ra trong cung vàng đình ngọc, nhưng lại sinh ra trong hang bò lửa hôi tanh. Người đã muốn trở nên nghèo để cảm thông với những người nghèo trên trần gian này. Người muốn trở thành kẻ bị người đời xua đuổi để thấu hiểu thân phận của những người bị bỏ rơi. Xin mẹ dạy chúng con biết ý nghĩa và giá trị của sự nghèo khó, giúp chúng con biết dùng sự khó nghèo như đôi cánh để nâng chúng con lên với Thiên Chúa và đến với tha nhân. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa,
Nữ cha trì đến, y cha thể hiện dưới đâu cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Mời cộng đoàn đứng. Hình ảnh Chúa Giêsu luôn trong trái tim mẹ, nên khi lạc mất con, mẹ đã vội vã tìm kiếm. Xin mẹ dạy chúng con biết tỉnh thức, nhạy cảm,
để nhận ra giây phút thiếu vắng Chúa trong cuộc đời. Xin cho chúng con luôn biết noi gương mẹ, giữ liên lạc với Chúa, để Ngài dìu dắt từng bước chúng con đi, từng việc chúng con làm, từng lời chúng con nói, để chúng con không lạc mất Chúa trong cuộc đời mình. Trong tâm tình suy niệm mầu nhiệm mân côi, chúng con xin kính dâng lên mẹ muôn đóa hoa tươi thắm. Với tất cả tấm lòng, chúng con xin gói trọn tâm tình kính yêu cùng muôn khó khăn vất vả của cuộc đời kính dâng lên mẹ. Cúi xin mẹ nhận cho chúng con. Amen. Mời cộng đoàn ngồi.
Anh
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đêm nay đoàn con cái Chúa quy tập về đây dưới chân Đức Mẹ Tà Bao để chúc tụng ngợi khen tình Chúa bao la. Và cùng với Mẹ Maria, chúng con muốn nói với Chúa rằng chúng con yêu Chúa. Một thi sĩ đã nói: Hãy tin tôi, tặng vật biếu sáng làm dịu lòng người và các thần minh. Chúng con vẫn dùng cách này trong đời sống xã giao. Cho nên có bậc vị vọng đã nói: Quà tặng là thứ nam châm thu hút lòng người, là sợi dây trói buộc lại, là thứ keo rất quánh dẻo. Chúng con thấy đúng. Đọc trong Kinh Thánh, chúng con thấy Gia-cóp bảo con của mình đem dâng hoa trái lên quan đệ nhị nước Ai Cập, và người con của Simeon bị quan phạt đã được tha. Bà Abigail đem 200 bánh, 2 chum rượu, 5 con bê nướng, 5 thúng gạo, 100 chùm nho khô, 200 quả vải khô dâng cho vua David, và cả nhà Na-ban được xá tội. Thế hôm nay giờ phút này, cùng với Mẹ Tà Bao, chúng con cũng có một thứ quà tặng dâng lên Chúa. Thiết nghĩ Chúa rất thích. Đó là kinh mân côi. Đây là lễ vật rất có giá trị mà ai trong chúng con, dù là học giả trí thức hay người đơn sơ ít học, vẫn có thể sống được. Nếu kinh lạy cha là lời Chúa dạy chúng con cầu nguyện cùng Chúa Cha, thì kinh kính mừng là một phần của sứ thần Thiên Chúa và bà Isabel, rồi cộng thêm lời xin ơn của cả cộng đoàn dân Chúa, của cả giáo hội cầu sinh. Kinh mân côi đã từng chứng minh cho sự hiệu lực của từng gia đình, cho từng dân tộc
và cho cả nhân loại trong suốt dọc dài lịch sử của giáo hội. Khi đọc Kinh Mân Côi là chúng con suy gẫm liên tiếp những mầu nhiệm về Chúa, giúp chúng con thấm nhuần phúc âm, mạnh dạn theo Chúa, mang lại hy vọng và ơn trợ lực cho mình. Chúa thấy đó, có cảnh tượng nào êm dịu và đẹp lòng Chúa cho bằng cảnh tượng tại gia đình, nơi đồng ruộng, xưởng thợ, các trung tâm thánh mẫu và các nơi nào có thể vang dội lên những lời kinh ca ngợi nữ vương trời đất uy quyền. Ngoài ra, lời kinh này còn siết chặt tình tương thân tương ái huynh đệ giữa các phần tử trong gia đình. Dù có xa vắng, kẻ âm người dương, tất cả đều hội tụ trong tình thương mẹ hiền, tất cả đều gặp nhau trong tình Chúa yêu thương. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang ở tâm điểm của tháng 10, tháng mà giáo hội dành riêng để kính Đức Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi. Mỗi lần chúng con lần chuỗi là dịp để chúng con nhớ lại lời Đức Mẹ nhắn nhủ khi hiện ra tại Fatima cách đây 101 năm: siêng năng lần hạ Mân Côi. Và qua chuỗi tràng Mân Côi, chúng con cầu nguyện để mọi người và thế giới có được sự bình an. Trong tâm tình đó, xin giúp chúng con nhận ra ý nghĩa và giá trị của lời kinh Mân Côi qua chính cuộc đời của Đức Mẹ. Khi Mẹ đã đáp lời sứ thần truyền tin cho Mẹ: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Mẹ được đẹp lòng Thiên Chúa không phải chỉ lúc sứ thần truyền tin, mà còn cả cuộc đời của Mẹ cho tới giây phút cuối cùng khi Chúa chịu chết trên thập giá. Chẳng những thế, chúng con không ngừng ca vang, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Khi ở trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Chúa cũng muốn Mẹ ở với mỗi người chúng con, với gia đình chúng con, với giáo xứ chúng con, với giáo phận chúng con. Xin cho chúng con luôn biết theo gương Mẹ cất lời xin vâng, để nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, chúng con cũng được hưởng vinh phúc thiên đàng Chúa đã dành cho Mẹ và những ai yêu mến Chúa. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin mời cộng đồng quỳnh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bi tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bi tích kỳ diệu này, để luôn luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Xin mời cộng đoàn đứng. Oh.
Xin thưa với cộng đoàn, Thánh thể Chúa sẽ đặt tại bàn thờ này cho đến 4 giờ sáng mai. Vào trong đêm, nếu có thể, mỗi người có thể đến cầu nguyện cùng Chúa và Đức Mẹ. Xin cảm ơn cộng đoàn.